Bộ Công an bắt Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và nhiều người khác. Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt về nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị địa phương liên quan. Cơ quan điều tra tiếp tục xác định sai phạm một số cá nhân. Cụ thể, trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho Công ty Bất động sản Thăng Long. Các ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, ông Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu. Sau khi nhận tiền đã chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất, thông qua ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty thẩm định giá Nam Hà để tư vấn. Thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại tài sản nhà nước 200,9 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra nêu trên, ngày 20 tháng 4 và 23/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Chu Quốc Hải và Hoàng Văn Nhiệm về tội nhận hối lộ, Cao Đại Nghĩa về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Đinh Thị Thu Hương và Nguyễn Ngọc Huy về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 22 tháng 4 và ngày 23 tháng 4, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, vụ 3 phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.